Các công chúa nhà Nguyễn được gả chồng như thế nào? Việc gả chồng cho các công chúa triều Nguyễn quả thật không đơn giản. Trong nhân gian, lấy nhau thời xưa thì cũng đã phức tạp rồi. Có đến 6 cái lễ chính, từ nạp thái, vấn sanh, nạp cát, nạp lệ thình kỳ, rồi cuối cùng là nghinh hôn. Cứ nhân cái phức tạp này lên 4-5 lần, may ra hiểu được cái phức tạp của việc gả chồng cho các công chúa. Nhưng nếu có điều gì dễ dàng thì chỉ có một điều, các công chúa đảm bảo là sẽ có chồng, không lấy người này thì lấy người khác. Gia đình hoàng gia, vua chúa ở ta cũng như bên Tàu không phải một vợ mà nhiều vợ. Bên Tàu, một vị hoàng đế có số cung phi, cung nữ lên tới 10.000 thiếu nữ. Giả dụ cứ mỗi đêm, ông ăn ở với một cô nương thì phải mất 10.000 đêm, tức là trên dưới 30 năm mới xong hết một lượt. Điều này thì không vua chúa nào có thể làm nổi. 30 năm chờ đợi để được một lần gặp gỡ, gặp xong thì đã già rồi. Triều đình, nhà Nguyễn không đến nỗi quá quắt như thế, nhưng không phải là không có khá nhiều chuyện đã xảy ra. Tránh làm sao khỏi. Ngoài hoàng hậu, các nhà vua đều nạp phi. Đời Minh Mạng, nhiều cung phi chỉ là cung nhân. Một nghĩa có thể hiểu được, họ chỉ là thị nữ, người hầu hạ trong cung. Vua nào cũng vợ nọ con kia mà nhiều vợ, nhiều cung tần, thì dĩ nhiên nhiều dòng con khác nhau. Thế tổ Cao Hoàng đế, tức là vua Gia Long, có 13 hoàng tử, 18 công chúa. Trong đó, con thứ tư sau này là vua Minh Mạng, cộng chung là 31 người. Thánh tổ Nhân Hoàng đế, tức là vua Minh Mạng thì nhiều con hơn, có đến 78 hoàng tử và 64 công chúa, cộng chung lại là 142 người. Có nhiều sách chép nhiều hơn, đến 165-170, chẳng hiểu những con số đó lấy tài liệu nào căn cứ vào đâu. Hiến tổ Trương Hoàng đế, tức là Thiệu Trị, có 29 hoàng tử và 35 công chúa, cộng chung là 64 người. Dực Tôn Hoàng đế, tức là Tự Đức, không có con, chỉ nhận 3 người con nuôi. Tính chung cả 4 triều vua thì có tất cả 250 công chúa và hoàng tử, theo sách trích dẫn là Đại Nam Liệt Truyện. Nay chúng ta cứ giả dụ trong một thời gian là 30 năm sau, số này có vợ có chồng phải cộng thêm 250 người công chúa hoặc phò mã nữa. Con số cộng chung sẽ là 500 phò mã công chúa. Trung bình mỗi gia đình có 4 người con. Lấy trung bình mỗi gia đình có 4 con là con số tối thiểu thôi. Con số sẽ lên tới 1.000 người là các hoàng tôn, tức là cháu trai, cháu gái vua. Chúng ta tạm thời tính đến đây thôi, vì còn các hoàng tôn sẽ lại tiếp tục lấy vợ, lấy chồng nữa. Chẳng hạn như là con Thái tử Bính, con vua Gia Long có 42 con trai, 31 con gái. Thái tử Miên Chi, con Minh Mạng, 18 con gái, 13 con trai. Thái tử Miên Tích, 10 con trai, 77 con gái. Miên Phú, 27 con trai, 35 con gái. Thái tử Hồng Phó, con Thiệu Trị, có 16 trai, 29 con gái. Thái tử Quân Bắc, 43 con trai, 24 con gái. Chỉ 6 thái tử thôi, con số con trai gái đã lên đến gần 400. Các con trai gái này, nhất là trong các đời trước, hầu hết đều ghi sinh mẫu là ai, không rõ. Bên cạnh đó còn có anh em, chị em với vua, với hoàng hậu và cung phi. Đám người này được gọi chung là hoàng thân công. Đổ đồng có thêm 250 cặp hoàng thân công nữa, chưa kể những thê thiếp, như là sẽ nói sau. Mỗi gia đình hoàng thân công nhân cho 4 người một gia đình, ta có thêm 1.000 người nữa. 1.000 người con trai, con gái các người có tước công này được gọi là công tử nữ. Sau cùng thì đến con cháu họ nhà vua thì được gọi chung là tôn thất. Bọn người này thì phải cộng thêm 1.000 người nữa. Năm Minh Mạng thứ tư là năm 1823 có chỉ rằng các viên chức trong dòng họ tôn thất mà chưa có quan chức thì được gọi là tôn thất nhàn tản. Từ này ít người biết tới vì có ai chịu nhận cái chức nhàn tản đâu. Nếu cộng chung tất cả đám người thuộc dòng họ các vua kể trên, ta có khoảng 4.000 người trong 4 đời vua. 4.000 người này được nuôi ăn ở tiền bạc, gạo thóc mà tùy theo cấp bậc sẽ có mức lương bổng rõ rệt. Bên cạnh đó, đừng quên mấy ông anh em nhà vua hoặc anh chị em bên phía hoàng hậu cũng đều có vợ nọ con kia nên triều đình đã đặt ra là phủ thiếp, tức là vợ các tước công. Tất cả những thành phần trên đều không ai tự làm lấy các việc phục dịch hay tạp dịch nên phải có người hầu hạ. Vì thế, triều đình đã đặt ra cung giám viện hay viện quan giám mà đời Minh Mạng thứ 17 năm 1836 đã có dụ nay định cấp bậc thái giám làm 5 cấp thủ đẳng, thứ đẳng, trung đẳng, A đẳng và hạ đẳng. Con số người này là bao nhiêu thì quả thực không ai tính hết được. Chỉ biết rằng khi một công chúa đi lấy chồng có phò mã rồi thì được cấp 50 người để phục dịch, gồm lính canh, lính hầu do một viên đội trưởng chỉ huy cộng với một số thị nữ. 50 người này đều được triều đình cấp lương bổng nuôi ăn ở. Nếu chỉ tính số người phục dịch cho 250 hoàng tử công chúa thì con số này sẽ lên tới 12.500 người. Bên cạnh đó là hàng quan lại từ nhất phẩm đến cửu phẩm rồi chia ra hàng quan văn, quan võ. Thấp nhất và sau cùng là bọn lính kinh dùng để hộ vệ,
hoặc hộ vệ Loan Giá đều được tuyển trong dòng họ Tôn Thất mà thôi. Làm con tính sơ sài, tổng cộng lại cho thấy con số là chòm chèm. Gần 20.000 người đều được trả lương nuôi ăn. Chỉ việc giải quyết điều hòa con số người này cho ổn thỏa, công việc của một ông vua trong một ngày cũng đủ mệt rồi. Việc lấy chồng cho các công chúa. Chừng đó con gái mà tuổi tác trùng lên nhau hoặc xấp xỉ nhau. Có nhiều trường hợp cung phi cùng sinh đẻ một năm. Vì thế mà quanh năm ngày tháng phải chọn được ngày tốt mà gả chồng. Theo lệ thường tuổi để đi lấy chồng thì gái thập tam, nam thập lục. Nhưng mà cũng có lệ là gái hơn 2, trai hơn 1. Phần các công chúa định là cứ 16 tuổi thì gả chồng. Một cái tuổi ngày nay cho là sớm vì chưa có công danh sự nghiệp. Mọi bộ phận sinh tử cho chuyện lấy vợ, lấy chồng mới dạng nhú lên như cái mầm, cái nụ. Hoa thì chưa phải hoa, quả cũng chưa phải quả. Lý thuyết là như thế, nhưng mà chúng tôi thử làm một thống kê sơ sài thì cho thấy ít có công chúa nào lấy chồng vào đúng lúc 16 tuổi. Trong số 54 người con gái của Thánh Tổ, tức là vua Minh Mạng, độ tuổi trung bình đi lấy chồng là 21-24. Có trường hợp Hòa Mỹ công chúa Trang Tính, con gái thứ 22 của Minh Mạng. Công chúa thì đoan trang dịu dàng, lập chí không cầu thả. Chỉ phải cái tội có cái thẹo ở góc trái bằng đồng tiền. Người ta khuyên công chúa lấy phấn bôi lấp đi thì công chúa không chịu, tính lại hiếu đễ nên không việc gì lại không được mẹ chiều, mẹ càng yêu quý. Tiếc thương cho công chúa là đã chết yểu năm Thiệu Trị thứ 7 vào lúc 23 tuổi. Vì đông con gái như thế nên vua sẽ chỉ định một vị trong hoàng tôn đứng ra làm chủ hôn và một vị thượng quan lo việc sắp xếp hôn sự gọi là chiếu liệu. Cả hai vị về thân thế và gia đình đều là những gia đình thuận hảo, gương mẫu về mặt đạo đức, không tai tiếng gì. Vị chủ hôn và viên thượng quan sẽ thiết lập một danh sách các phò mã tương lai trong hàng con gái thượng quan trong triều. Ít lắm trong danh sách cũng phải có 5 phò mã tương lai để dễ bề chọn lựa. Trước khi lập danh sách dâng lên vua, hai vị phải xem số tuổi hai người có hợp nhau không. Vị chủ hôn đem cả can chi 5 tuổi của công chúa và can chi 5 tuổi của phò mã như là Giáp Tý, Ất Sửu đưa xuống cho Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt. Gia đình của phò mã phải là thượng quan trong triều đình. Người ta chú trọng đến gia thế nhà phò mã hơn là chính phò mã. Vì thế mà phần đông các phò mã sức học đều không có gì, kể như là không mấy người có ăn học hay đỗ đạt. Cho đến đời Thiệu Trị, không một công chúa nào lấy chồng có ăn học, thuộc giới nho sĩ có cử nhân trở lên, kể cũng là một điều lạ. Người có ăn học không thiếu, có thể chỉ thiếu gốc gác, con nhà. Còn có một điều cũng không kém lạ là tất cả các công chúa này, không một ai lấy chồng có gốc gác miền Bắc. Chúng tôi dò tìm quê quán các phò mã thì đương nhiên gốc miền Trung là nhiều rồi. Trong số 64 phò mã con rể Minh Mạng, gốc miền Nam có 10 người, còn lại đều gốc miền Trung. Không có ai đến từ miền Bắc cả. Đám trái đất Hà Thành, dung mạo đều xấu xí quá chăng? Những trở ngại khi công chúa đi lấy chồng. Cái trở ngại chính là khi trong triều đình có tang chế. Một triều đình mà dòng tộc đông như thế, đám cưới xảy ra thường xuyên, nhưng mà đám tang cũng vậy. Nào là mẹ vua, vợ vua, rồi chính vua. Thái Hoàng Thái Hậu, mẹ vua Gia Long và bà nội vua Minh Mạng, rồi tuyên từ Khánh Hoàng Thái Hậu và mẹ vua Minh Mạng và vợ vua Gia Long. Khi Minh Mạng chết thì những bà này còn sống. Chưa kể đến hoàng thân quốc thích, nào là các hoàng tử công, hoàng tôn, quốc muội, hoàng thân công, hoàng đệ, các công tử, các công chúa, các thiếp của hoàng tử, hoàng tôn, hoàng nữ, các hoàng muội, thái trưởng công chúa, các tả hữu tần ngự của tiên đế vào đời trước, các phi tần ở đại nội, các công nữ, các phủ thiếp và cuối cùng là các dòng trong tôn thất. Chưa kể là các lễ dỗ triền miên năm này qua năm khác. Tang phục thì có ngũ phục, có 5 bậc để chờ, từ 3 năm, 1 năm, 9 tháng, 5 tháng, 3 tháng, quanh năm dỗ chạp ăn uống. Triều đình nhà Nguyễn đã có nhiều đại tang như là Hiếu Khang Hoàng hậu, Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, rồi Hoàng đế Gia Long, Minh Mạng rồi Thiệu Trị. Lấy tỷ dụ là mốc là khi Thiệu Trị mất năm 1847. Tính từ năm Gia Long lên ngôi năm 1802 đến năm 1847 là 45 năm. Trong 45 năm đó có ít nhất gần 10 đại tang, trong đó có 3 đại tang Hoàng đế, 5 đại tang Hoàng hậu. Năm Gia Long thứ 6, tức năm 1807, Thánh Tổ Thiên Nhiên Hoàng hậu, vợ vua Minh Mạng, mẹ vua Thiệu Trị mất lúc mới 17 tuổi. Gia Long thứ 10, tức năm 1812, Hiếu Khang Hoàng hậu mất, tức là mẹ vua Gia Long. Đến 3 năm sau, vừa mãn tang Hiếu Khang Hoàng hậu, thì lại đến lượt đại tang Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, vợ Thế Tổ Hoàng đế, tức Gia Long, tức là năm 1815. Đến năm 1820, đến lượt Gia Long băng hà, rồi Minh Mạng mất năm 1840. Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, vợ thứ của vua Gia Long, 14 tuổi được tiến vào cung, phong là Nhị Phi, mất năm 1846 và Thiệu Trị mất năm 1847. Rồi Hiến Chương Hoàng hậu, vợ vua Thiệu Trị. Luật tang chế thì lại khá khắt khe. Khi Hiếu Khang Hoàng hậu mất, chính vua Gia Long phải mặc áo sổ gấu trong 3 năm. Chị vua mặc áo tang 3 năm, con gái vua mặc tang phục 1 năm, hoàng tôn, hoàng thúc mặc áo tang 5 tháng.
Tả hữu cung tần đều mặc áo tang 1 năm. Các quan kinh văn võ từ chánh tam phẩm trở lên mặc áo tang ven gấu 3 tháng. Quan kinh chánh tam phẩm trở lên cấm giá thú trong 3 tháng. Việc để tang như thế ảnh hưởng trực tiếp đến việc lấy chồng của các hoàng nữ. Mọi việc hôn sự phải được đình hoãn lại sau 3 năm. Chúng ta hãy thử làm một con tính nhầm. Giả dụ vào đời Tự Đức khi Cao Thiên Hoàng hậu mất vào năm thứ 6 đời Thiệu Trị, tức là năm 1846. Giả dụ lúc đó con gái các vua Minh Mạng và Thiệu Trị vừa đến tuổi 16 để lấy chồng. Dĩ nhiên, họ phải để tang. Sau đó Thiệu Trị mất năm 1847. Như vậy, các hoàng nữ phải lui lại đến năm 1850 mới được lấy chồng. Tuổi lúc đó không còn là 16. Có hơn 30 hoàng nữ đến tuổi lấy chồng. Trong trường hợp này phải ngưng lại. Đợi thêm 4-5 năm nữa, tuổi tác các công chúa, bấy giờ là 21 tuổi, khá quá lứa vào thời đó. Các hoàng nữ bị coi là gái già, mà nếu là người dân, già có thể ế chồng. May là công chúa nên vẫn có thể chọn được phò mã. Nhưng không phải dễ vì chọn phò mã ở cái tuổi 22 là lý tưởng nhất. Nhưng mà con trai ở tuổi đó, nhiều người cũng đã lập gia đình rồi. Vì thế, thay vì lựa chọn phò mã trong các gia đình đại quan như luật lệ bắt buộc, họ đã phải chọn lựa xuống đến gia đình, các quan từ tam phẩm trở xuống. Theo như dư luận thời đó truyền đạt ra đến dân gian là có nhiều trường hợp các ứng viên phò mã được chọn thấy hoàng nữ quá già hoặc đã không đẹp đẽ gì để cho lắm. Các công tử này chỉ đành có một con đường thoát, biết có thể bị nằm trong danh sách phò mã, họ đã đánh bài tẩu mã, trốn khỏi kinh đô Huế để tránh phải lấy công chúa già. Nhưng mà như đã nói, thì con cháu vua rồi trước sau cũng gả chồng được. Danh sách được đệ lên vua, vua duyệt rồi khoanh đỏ vào đó. Khoanh vào ai thì người đó được. Số phận đã an bài, không cách gì thay đổi được nữa. Thế là phò mã đã được chọn lựa. Công chúa biết được tên tuổi phò mã tương lai vì tò mò cũng có. Vì muốn biết xem dung nhan phò mã cũng có, đã tìm đủ cách để xem mặt. Cách tốt nhất là nhờ bọn thị nữ đi điều tra tung tích, gia cảnh, chỗ ở nhà phò mã để xem mặt. Sau đó, nếu mà có cơ hội thuận tiện thì chính hoàng nữ cũng tìm dịp để xem cho tỏ tường. Kể cũng là một giai đoạn lý thú, hứng khởi lắm. Lấy nhau kiểu đó mà sử sách đã để lại nhiều mối tình vợ chồng đăm thắm và keo sơn, như là trường hợp Quy Đức công chúa Vĩnh Trinh, biệt hiệu là Nguyệt Đình. Phò mã thuận vâng lệnh triều đình đi công vụ vào gia định, chẳng may bị chết để lại tiếc thương cho công chúa. Công chúa đã làm biểu dâng lên vua, nhà vua cũng cảm động khi đọc tờ biểu đó. Khi vua đã chọn rồi thì phò mã không thể chối từ và hoàng nữ cũng không thể nại ra bất cứ lý do gì để không lấy. Hãy xem lại đạo dụ của Gia Long năm thứ tư. Trước hết, nhà vua sai đại thần vợ chồng song toàn ấy đến trước mặt vua đem việc gả chồng cho công chúa bảo cho biết. Đại thần ấy bái mạng rồi lui ra, đến Thanh Phong Đường bảo quan mỗ, giống như ta dùng chữ ông X, rằng nay có chỉ vua ban lấy công chúa là mỗ, gả cho con thứ mấy quan mỗ tên là mỗ. Vậy là mọi chuyện đã quyết định xong. Đến ngày đã định, rước vua ngự tiện điện, bố của phò mã đem các quan viên trong họ đều mặc áo trầu đến sân điện, lạy năm lạy rồi nhận mệnh lui ra đứng theo ban. Cũng ngày hôm đó, mẹ của phò mã đem các mệnh phụ trong họ đều mặc áo màu đến cửa cung Khôn Đức rồi cửa cung Trường Thọ làm lễ vọng bái. Riêng bố của phò mã thì liệu đường đến dinh công của chủ hôn xin chọn ngày tốt làm lễ ăn hỏi. Ông chủ hôn lại truyền cho Khâm Thiên Giám chọn ngày tâu lên và truyền cho bố của phò mã được biết. Phần sính lễ mà gia đình phò mã phải lo liệu cho đủ gồm một lợn mổ, chúng tôi đoán là chắc thịt lợn luộc, một lợn quay đến ngoài cửa Hữu Đoan nhờ tâu xin dâng lễ. Khi gặp vua thì lạy năm lạy, được mời ngồi ăn trầu rồi bái biệt lạy năm lạy nữa. Đến ngày lễ hỏi, cha mẹ phò mã đem theo các mệnh quan, mệnh phụ đều mặc phẩm phục, đồ lễ vật như là các thứ bò lợn, trầu cau, lụa, đoạn vàng bạc đến cửa dinh quan chủ hôn đợi. Ở đây không nói mỗi thứ bao nhiêu. Thế nhưng mà theo một cái cuốn tập san về Huế thì có ghi rõ như sau. Ngày đầu trong lễ nạp thái, phò mã dâng lên tôn nhân phủ 10 lạng vàng và 100 lạng bạc, hai mâm trầu cau. Lễ vấn danh dâng lên hai trâu, hai lợn thật to, cộng với hai hũ rượu. Ngày thứ hai, lễ nạp trưng, hai khúc sa tanh thêu, bốn khúc lụa gọi là vân, bốn khúc lụa gọi là sa, hai mâm trầu cau và hai bình rượu. Lễ nạp cát gồm hai bò, hai dê, hai bình rượu. Ngày thứ ba gọi là lễ điện nhạn, chim nhạn một đôi, một hộp đựng những tấm lụa giải ngũ sắc, hai con ngỗng là 100 tiền đồng. Nhưng mà tất cả những vật phẩm này đều có tính chất tượng trưng vì nó thay đổi theo từng đám cưới, từng gia cảnh và từng triều vua. Không nhất thiết mỗi lễ cưới phải có những vật phẩm nhất định. Cuối cùng là lễ thân nghinh hay là đón dâu về nhà. Hồi môn của công chúa thì sao? Những con số trưng ra ở đây cho thấy tiền cho công chúa về nhà chồng là quá lớn và quá tốn kém cho triều đình. Luật định rằng con gái của vua và hoàng hậu đi lấy chồng thì cho tiền sắm tư trang, may mặc là 50.000 quan. Con gái trưởng của vua là 30.000 quan,
con gái thứ của vua là 20.000. Khi mà xem ở trên thì tiền ăn của vua, vua ăn một mình chỉ có 50 quan cho một tháng. Lương cho Hoàng Quý Phi, vợ vua là 1.000 quan một năm, chưa kể gạo. Các phi tần bậc 1 là 300 quan một năm. Nữ cung, người hầu gái trong cung có 6 bậc, có 6 quan một tháng. Lính kinh có 2 quan một tháng. Chưa kể còn được cấp 50 người phục dịch để được trả lương. Nếu tính con số 250 công chúa, hoàng tử lấy vợ, lấy chồng, lấy 20.000 làm căn bản, chi phí sẽ lên tới 50 triệu quan. Cũng vì vậy, vào đời Thiệu Trị, có dụ rằng đời xưa vua Nghiêu gả hai con gái cho Ngu Thuấn ở Vi Nhuế chả nghe nói lễ cưới sang trọng. Hơn nữa đám cưới chỉ dùng hai gia hưu làm lễ, xưa kia vẫn nói thế. Nay gả hoàng nữ cho con các đại thần, mà các đại thần chấm vẫn biết sẵn. Vậy 6 lễ cưới, các lễ nạp thái, vấn danh cho tùy theo cảnh nhà giàu nghèo mà sắm sửa, không nên ấn định lễ vật. Bộ lễ bàn định các thứ phẩm vật chớ nên bày đặt quá nhiều, vậy các chủ hôn cần biết rõ. Mấy cái đạo dụ là để tiết kiệm trên là đã là hay, nhưng mà vẫn phải trích dẫn cho bằng được Nghiêu Thuấn để có giá trị thuyết phục, dù chỉ một việc nhỏ là các phẩm vật dẫn cưới. Phần gia giảm theo tinh thần dụ ở trên là muốn châm trước cho các quan đại thần, gia đình nghèo được tùy tiện gia giảm trong phẩm vật dẫn cưới. Dụ gia đã đành, các quan đại thần có dám tuân theo hay không lại là chuyện khác. Thứ đến, phần của hồi môn của triều đình thì hầu như vẫn định là như vậy, không có gì thay đổi. Lễ thân nghinh. Lễ thứ 6 của đám cưới là lễ thân nghinh. Lễ thân nghinh nói đúng ra là ngày lễ cưới bắt đầu bằng một đoàn kiệu từ phủ công chúa. Đoàn rước kiệu gồm vị chủ hôn và các mệnh phụ, vợ quan đại thần và mạng quan, vợ các quan được chỉ định trong đám rước kiệu công chúa. Kèm theo đó có 6 nữ quan và phò mã đứng chờ ở phía trái và đằng sau cung điện của công chúa. Các mệnh phụ mệnh quan giúp công chúa lên kiệu và lúc đó phò mã lên ngựa, mở đường đi đầu trước kiệu của công chúa. Tiếp theo là người chủ hôn, rồi đến các mệnh phụ mệnh quan. Sau cùng, đợi công chúa ra đi, các hòm nữ trang, các hòm của cải và phẩm vật đã chuẩn bị sẵn mới đem theo đến phủ đệ mới và được bày ra. Sau đó đi đến chỗ ở mới của công chúa. Đây là đặc điểm cần ghi nhận. Vì chỉ có lễ đón dâu mới làm ở phủ đệ công chúa. Đến nơi, phò mã mở màn kiệu, đỡ công chúa xuống để dẫn vào nhà khách. Tiếp đến là lễ hiệp cần. Hai người ăn cùng một miếng thịt và uống rượu ở hai cái tách được cưa làm đôi. Những mệnh phụ được mời một bữa ăn nhẹ, rồi sau đó ai nấy ra về. Sáng hôm sau thì công chúa được phò mã dẫn về ra mắt bố mẹ chồng. Sáng hôm sau nữa lại đến ban thờ tổ tiên bố mẹ chồng làm lễ gia tiên. 5 ngày sau đó thì công chúa và phò mã ăn mặc phẩm phục mới ra trình diện vua cha, đến cung từ thọ và đến trước vua làm lễ bái yết, sau đó đến cửa Hưng Khánh làm lễ chiêm bái. Cuối cùng mới cho phép về nhà thăm mẹ đẻ, sau đó hai người sẽ đến Tôn Nhân Phủ để cảm tạ vị chủ hôn. Kể từ nay chú rể được phong chức phò mã đô úy. Một điều quan trọng đến kỳ lạ là từ nay phò mã không giống tất cả các người đàn ông trong triều được. Phò mã không được quyền cưới thiếp hay vợ nhỏ, chỉ trừ khi công chúa không có con. Các con của hai người sẽ chỉ biết có họ mẹ mà không biết đến bố. Con trai trưởng của hai người sẽ được phong chức vệ úy. Còn các con khác của hai người thì không được nhận chức tước gì cả. Nếu công chúa không có con thì con trai của vợ bé sẽ có chức kiểm hiệu, người ta gọi chung là mệ. Về thủ tục giao tế bên ngoài, đôi khi thì công chúa được mời mà phò mã thì không. Có lẽ là vì vậy mà sau này trong dân gian thường có câu nói phò mã tốt áo, phải chăng để ám chỉ vai trò phụ thuộc của phò mã đối với công chúa. Việc cưới hỏi cho các công chúa triều Nguyễn theo tập quán cổ truyền chấm dứt vào năm 1907. Nó chấm dứt bằng đám cưới của công chúa Tân Phong, chị vua Thành Thái. Từ sau đó thì không còn lại công chúa nào để lấy chồng nữa. Như vậy phải đợi đến con gái vua Bảo Đại. Nếu kể từ năm 1907, ít lắm cũng 50 năm sau, con gái vua Bảo Đại mới đủ tuổi để đi lấy chồng. Nhưng mà đến lúc đó, như chúng ta đã biết, mọi chuyện đã không còn như trước rồi. Cả một thời kỳ, cả một triều đại nhà Nguyễn đã đi qua. Viết lại những nét chính về việc cưới hỏi các công chúa, cùng lắm thì chúng ta đạt được một vài kiến thức nhỏ nhoi về các tập tục chốn cung đình của thời xưa, đó chỉ là những bộ xương khô, xác ướp. Những cái điều chính là đời sống các công chúa, con người của họ, với những nỗi buồn, vui, những tâm trạng, những hoàn cảnh riêng tư thì vẫn là một tấm màn bí mật. Họ chả cho biết được gì, cũng chả có sách vở, tài liệu nào viết về họ. Chính sử chỉ cho biết được một vài nét chính của tính cách tiểu sử, một vài lời khen vu vơ, có cũng được, không cũng chẳng sao. Hình như mọi chuyện đã thay đổi cả rồi.